人海里偶遇，人海里编故事，情路遇着推敲，迷恋是上动摇，如小说故事，如小说里际遇，情路独立光环，如浪潮无力挽。条针开咗嘛，行碌旧门系讲啦。愿意赢主唱，等你对八个嘅麦啦。如果你扮夹影，但一个行啦嘛，你嚟摆足条进度，要点样卖开做？阿太个女啊，真系咁做，鸡鸡嚟咁做，咪要咁多地，你用得地条，都可以冇麦扣。主唱啊，更加木背，老靓太嗰度嚟嘢嘛，我要上巴对，反正系天王嘛，雷内滚，主英轮飞嘅，唔反到嘢到。nếu cậu lật cài quãng thì tôi sẽ được dễ dãi hơn. Chú Sương à, tôi biết chú giúp được gì cho tôi. Nếu như ngày nào tôi có thể làm lên, tôi nhất định không bỏ quên chú đâu. Cậu lật, chuyện này tôi nhìn lầm người đâu nha. Cậu là người giỏi mà, sớm muộn rồi sẽ có ngày đó. Bây giờ cậu đã gặp chung với con gái nuôi của Phối Ngọc Lần, thì tốt lắm chưa? Nếu như mai này được đám cưới hả, nhất định tốt mà thôi. Đám cưới còn lâu lắm. Trước khi tôi hiểu biết cặn kẽ của người này, tôi không đi bất cưới đâu. Cậu nghi ngờ của Tiểu hay sao? Tôi không hiểu. Ý của tôi là, nếu tôi không hiểu cổ dành cho nhà Hồ Kiều có giúp ích gì cho tôi không đám cưới cổ đâu. Nhưng mà vậy, tôi nhất định sẽ khéo lợi dụng quan hệ với tôi và cổ. Cái gì còn vấn đề gì nữa không? Cô Triều, cô có bổ sung gì không? À, hết rồi. Hôm nay tới đây chấm dứt. Hai Triều, chuyện gì vậy? Mệt lắm à? Chú Đỉnh thôi. Sao mặt em tái lắm? Tráng hơi nóng quá nhờ. Vậy sao? Đâu phải. Sao bàn tay lạnh vậy? Lâu nay em đều lạnh như vậy mà. Có phải thiếu máu không? Nếu bị thiếu máu thì ngày mai ăn đồ bổ đi nha ha. Nghe anh nói đi, sao bị thiếu máu chứ? Không phải đâu, anh nói thiệt mà. Nếu như muốn ăn á, nói gì từ hầm cho em ăn. Ok, cảm ơn anh. Thôi đi. Anh Lịch à, cái vụ vay tiền của Hợp Long Quốc tế tổng giám đốc đã bác bỏ. Chuyện gì? Nguyên nhân gì? Tôi cũng không rõ nữa. Thì là quá đáng, đã phát thư thông tin rồi mà. Dạ phải, cho nên tôi định vô hỏi ông làm sao đây. Tôi cũng muốn kiếm người đi hỏi nè. Bận rộn cả buổi chiều rồi sao đây? Mệt lắm hả? À. Nè, uống ly cà phê đi. Cảm ơn. Một muỗng rưỡi cà phê, không nhiều không ít. Có gì không? Dạ. Chuyện gì? Bị nhức đầu à? À. Nè, em đấm bóp cho anh. Nè, bà Hoàng bước vô là không được đấy nha. Bà Hoàng đã qua bên ông chủ lớn rồi, chưa có về mau gì đâu. Nè. À, ông Huy à, nếu không có gì tôi trở ra nha. Được. Chuyện gì đây? Tổng giám đốc, xin hỏi Hồng Long có vấn đề gì? Tại sao lại bác bỏ? Số tiền cho vay của ngân hàng năm nay đã hết rồi, cho nên phải bóp chặt một chút. À phải, đáng lẽ Hợp Long lộ kê mà, nhưng với hoàn cảnh phải chọn lựa thì nhất định sẽ có những thứ bị đào thải. Như vậy thì em hoàn toàn không hiểu tiêu chuẩn của anh. Thì em biết thì Đạt Xanh vừa mới được phê, tại sao phê Đạt Xanh mà Hợp Long không phê? Anh nhất định có nguyên nhân nhưng không cần giải thích với em. Vậy thì tức cười quá. Lâu nay ngồi việc cho vay với số khổng lồ mấy vụ này anh đâu có lếm xỉa đâu. Vậy có nghĩa là anh không thể xen vào.
Em biết tại sao. Anh làm như vậy cũng vì muốn ra quay với em mà thôi. Anh không cần phải làm như vậy. Anh là tổng giám đốc rồi. Lâu nay anh đã quay phong lắm rồi. Nói như vậy có được không thật hờ? Hãy dùng đầu óc chút đi. Anh không bắt trước em, anh không đem chuồng công đi chơi đâu. Vậy thì tốt. Tôi càng nghĩ càng bực mà. Dạo này tôi đâu có đụng đến anh. Sao khi không lại đạp tôi chứ hả? Cậu Linh à, không cần bực vậy đâu. Chắc là dạo này hắn bực bội vì cậu được suôn sẻ đó. Hồi đó cua được con gái của Phố Ngọc lần đó mà. Có phải vậy không hả? Lại được lòng ba cậu. Còn hắn thì gặp đủ điều siêu xỉu, còn bị dâu cằn nhằn nữa. Dĩ nhiên phải kiếm người này là hả giận chưa. Chú cũng biết hai vợ chồng anh sao? Từ lúc tôi đưa chị dâu của cậu với cái đám đàn bà lên mua sắm, không nhiều ít không nghe được chú Định. Họ có chuyện gì? Có chuyện gì thì tôi không biết. Lâu lâu chị dâu của cậu là chỉ lễ vài câu để chúng nhìn ra mà. Một mình đàn bà khi không lại ốm đi nhiều chứ thì tụy đi nhiều, nhất định là chuyện người chồng có tự tình rồi đó. Chú Sương, lập tức điều tra anh hai và cô bí thư của anh. Mẹ Kim Liên, có thiệt không đây? Tự tình chứ Kim Liên. Chụp khá lắm hả? Có thể đem việc làm được. Bây giờ cầm chụp hình này muốn trả thù sao cũng được mà. Điểm mất anh Phát cho nó chết luôn đi. Nói cho ba biết hả? Vô dụng thôi. Cùng lắm rồi là anh hai vài câu. Chú cũng biết ba coi trọng mặt mũi mà. Nhất định đầy lại. Mình đủ làm tiểu nhân thôi. Cậu không phải muốn chơi cho hắn chết luôn sao? Vậy bây giờ làm sao? Chú Sương, trách nhiệm của chú đến đây chấm dứt. Nếu còn cần chú giúp đỡ tôi sẽ kiếm chú. Vậy được. Bước đầu tiên, lại gần Phó Ngọc Lân. Kết quả là con gái nuôi của ổng. Bước thứ hai, dưới quan hệ của Phó Ngọc Lân gần gũi Hồ Kiều. Kết quả đã làm bạn gái của mình. Bước thứ ba. Bước thứ ba, giới thiệu bạn là Phan Kim Liên vô sáng nghiệp trở thành bí thư của anh hai để dụ dỗ ảnh. Thật sự là vậy. Kim em có chuyện gì? Còn nhớ bạn của anh Cường không? Nhớ chứ, lần trước đánh tennis với anh đó mà. Chuyện gì? Tuần này mình đi bắn súng, anh cũng tới mà. Nhưng mà mình thì có đôi có cặp, còn anh thì lẻ loi một mình. Anh muốn kiếm một cô cho anh. Bộ đi bắn súng cũng cần có bạn sao? Anh định giới thiệu bạn gái cho anh chứ gì phải không? Thêm một người cho vui hơn mà. Ở bạn thân của em Kim Liên chưa có bạn trai mà. Được, để em thử cho anh nha. Ê, nhanh lên đi. Anh dân chắc đó hả? Dĩ nhiên rồi. Ê, thiệt là bậy quá à. Bạn của anh nói tới bây giờ lại không tới. Sorry, tôi sẽ đầy ảnh. Nhưng mà có chuyện quan trọng cho nên mới không thể tới thôi. Tôi đã nói với anh là sẽ giới thiệu một người đẹp cho anh quen biết mà. Có thiệt không? Phải. Anh còn nói là sợ bạn anh một mình buồn bã. Bây giờ chị Liên mới không biết làm sao đây. Chỉ có một mình thôi. Không có sao. Anh sẽ săn trong một cổ. Ra trước nha. Bye bye. Cứ coi nha. Lát nữa sẽ thắng anh mà. Để coi sao. Nha. Mấy thứ này tôi chơi hề chơi đó. Có khó khăn lắm không? Dĩ nhiên là đâu có khó, để lát nữa anh lịch dạy cho chị mà. Hay là hai người đi chơi trước đi nhờ, để tôi đi toilet. Vậy được. Sao hả? Trước tiên á, để ông nghe lên. Ờ, màu đẹp quá vậy. Cái súng này á,
rất là nặng lắm. Nè, mở cái đuôi này ra, vô đạn. Cái súng này á, nặng khoảng 1,5 kg. Ừ, nặng vậy hả? Ờ. Lát nữa khi bắn á, phải dùng mắt ngó cái kính. Mắt trái á, thì ngó mục tiêu. Rồi cô sẽ thấy cái lồng đỏ. Ờ, rồi bắn ha. Ờ. Thử đi. Ủa, việc nặng quá vậy? Nặng ha. Đúng vậy. Nè, lưng vô thẳng. Thử đưa tay lên là nhắm ngay đi. Ờ. Không phải, tay phải đưa thẳng mới được. Ồ, thơm quá, dùng nước hoa lò gì vậy? Ngó tới mục tiêu. Có được chưa? Được. Chuẩn bị nha. Bắn. Bắn khá đó. Vậy sao? Cô thiệt thông minh. Tiếp tục đi. Ờ. Hay quá ha. Mới đây đã chơi giỏi như vậy rồi. Tàn lực dạ khá thôi. Cô thông minh thôi. Biết bắn rồi chứ. Ừ. Hai người chơi đi, để tôi chụp hình cho. Được. Bảy người làm ơn. Nè, nói rồi, hôm nay mày thua người đó đãi bữa này nha. Đừng có làm phách nha. Hey, hôm nay tôi lỡ tay thôi. Anh giỏi nhất là đối thừa mà. Anh Lực à, hay là đem cuộn phim ra coi chỗ nào rửa một tiếng đồng hồ đi, để lát nữa mình có hình coi. Ừ. Ê, quên chưa phim. Ừ. Sao xử ý quá. Ờ, xin lỗi nha. Ờ, sorry hả? Thì không thể nào đâu. Sorry nữa hả? Sao đây, mệt lắm à? Ờ, đúng vậy. Hôm qua đã bắn súng với cả đám bạn, bây giờ đang nhức mình mấy. Cái tay rùng đến nỗi muốn đánh máy cũng không được. Vậy có cần tôi giúp cậu một tay không? Không cần. Bà Hoàng à. Ừ? Bà có biết cậu Tư của nhà họ Kiều, con người Kiều Lực ra sao hay không? Tôi chưa hề làm việc cho cậu, tôi không được rõ lắm. Ây da, bà đã làm đây 10 mấy năm rồi. Nghe người ta nói cậu như là phong lưu lắm, có phải gì không? Ây, nói chút chuyện cho nghe đi. À, nghe nói là dạo này cậu đang cặp với đứa con gái nuôi của Phó Ngọc Lân đó mà. Việc này tôi đã biết rồi. Chị Liên à. Hả? Thơ của chị nè. À, cảm ơn nha. Alo. Ờ, ông Quy đã đi họp rồi. Ai kiếm ông gì? Ờ, ok, được. Chừng ông về tôi nói ông liên lạc sau. Không có chi. Hai. Hai. À, sắp hình tôi đã nhận được rồi. Chụp đẹp lắm chứ. Anh làm gì vậy? Một bàn tay đổi một nụ hôn. Đáng lắm. Anh coi tôi là gì? Cô thiệt là quá quyến rũ. À, xin lỗi. Xin lỗi. Anh là muốn gì đây? Tôi còn chưa muốn nói. Anh không sợ tôi đi nói với Hải Triều sao? Không nghĩ tới. Lưu Minh, muốn gì đây? Muốn gì? Muốn gì?
Cô dám nói cô không thích tôi sao? Hôm nay tới đây chấm dứt. Chị Liên à, tới giờ tan sở rồi sao không thu dọn? Ừ. Cô không sao chứ hả? Tâm thần hoảng hốt vậy. Không có gì. Alo. Chờ chút nha. Bà Hoàng, dây 2. Ờ, cảm ơn. Alo, phải. Ờ, tôi xuống ngay. Ừ, bye bye. Liên à, chồng của tôi tới đón tôi. Tôi đưa cô đi chung nha hả? Ờ, không cần đâu. Bà về trước đi. Ờ, bye bye. Bye bye. Alo. Alo, là tôi đây. Anh hả? 9 giờ tối nay hẹn gặp ở núi Ma Quỷ. Alo, alo. Dân gì mà phát minh ra cái trò này, làm phí thì giờ lại không có tánh xây dựng. Nè, như vậy tại sao chị lại ngồi chơi cả đêm vậy? Hay là qua đây ủ đồ cho tôi đi. Chị Châu à, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Chuyện gì đó? Câu chuyện như vậy. Nè tôi nha, tôi có một người bạn gái, rồi có đứa con trai cua cổ. Nhưng mà người con trai đó đã có bạn gái. Nếu như là chị thì chị sẽ làm sao? Tôi hả? Tôi nghĩ là tôi sẽ... Nè khỏi cần nói. Chắc chị muốn nói không muốn làm kẻ thứ ba có phải không? Nhưng mà không phải đâu, người con trai đó tướng tố đẹp trai lại có tiền nữa. Không phải tệ đâu. Làm sao đây hả? À... Nếu mà như vậy thì tôi nhất định... Ê, không cần nói. Chị nhất định nói là tiền không phải quan trọng. Nhưng mà không phải đâu. Người con trai đó thiệt là khá và dễ thương lắm. Thiệt hợp tánh với người con gái đó. Nếu như anh không phải làm phách đó, thì tối nay cổ cũng đi tới chỗ mà hắn đã hẹn cổ. Nè. Chuyện gì chứ? Chị muốn đi thì cứ đi đi. Tôi không muốn chị ở nhà cả đêm rồi tụng kinh cho tôi nghe. Cái gì đây? Tôi nói là người bạn của tôi mà thôi. Là bạn của chị hả? Thì bạn của chị chính là Phan Kim Liên đó. Biết chị bao nhiêu lâu nay, biết chị đâu có lo âu phiền phức gì chuyện của người ta đâu. Ê, thôi đi đi. Trễ một tiếng đồng hồ, nhưng mà nó sớm hơn nửa tiếng đồng hồ như tôi dự đoán. Anh đừng có hiểu lầm. Lần này tôi tới là muốn coi muốn dở trò gì thôi. Nhưng mà coi bộ tôi lại hết hứng thú rồi. Thật ra cô đã chứng minh rồi mà. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Chứng tỏ cô và tôi cùng đều một loại người. Đều là những người không thích tôn trọng quy luật của tình yêu. Nếu tôi ở chung với cô sẽ có hậu quả gì? Lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi đã thấy chúng ta mới là một cặp xứng đôi.
Tiến triển của công trình mình đại khái là như vậy đó. Ý của anh là công trình đợt 2 không thể hoàn tất trước một tháng hả? Ông Lân à, tất cả những điều lợi hại ở trong đó tôi đã giải thích rõ ràng lắm. Được rồi, được rồi. Vấn đề của anh tôi tin rằng chúng ta đều hiểu rõ. Hay là vậy nha, từ nay mình kiếm một người để ra toàn quyền phụ trách việc này, để khỏi xảy ra cái chuyện không biết nên giao cho tôi hay là giao cho Hải Triều. Đúng vậy, lẽ ra tôi phải nên làm vậy từ đầu. Nè Kiều Huynh à, về mặt nhân tuyển anh có ý kiến gì không? Cái công trình này đáng lẽ do hai người họ cùng nhau phụ trách, bởi vậy nên tuyển chọn một trong hai người họ. Tôi thấy là Kiều Huy là người có kinh nghiệm hơn. Nhưng mà tôi thiệt lo là cậu Huy đây không được rảnh rỗi. Cậu phải lo việc của ngân hàng, phải lo việc của sáng nghiệp quốc tế, làm sao mà lo được nhiều chứ. Hải Triệu thì lại khác, nó không có mấy tạp vụ khác, có thể làm hết mình được. Tuy là nói như vậy, nhưng mà về mặt kiến trúc thì Hải Triều không có kinh nghiệm. Hải Triều, cháu đừng trách bác nói vậy nha. Dạ không đâu, bác đang nói sự thật thôi. Nếu xét về kinh nghiệm thì cậu Huy cũng chỉ là mới vô nghề thôi, cũng đâu có hiểu gì về mặt kiến trúc mà. Cậu Huy à, tôi nói không sai chứ? Sự thật là như vậy. Cho nên Hải Triều phụ trách, do tôi coi chừng, quyết không có vấn đề gì đâu. Nếu ông nói như vậy, từ nay các việc của công ty do Hải Triều phụ trách để ông coi chừng, vậy là từ nay khỏi qua ban hội đồng nữa sao? Như vậy không phải là phương pháp để giải quyết đâu. Tôi nghĩ là nhân tuyển này không nhất thiết phải là tôi hay là anh Huy, còn có nhiều nhân tuyển mà. Như là anh George hay là anh Lịch nha, lâu nay họ cũng có theo mà. Đúng rồi, hay là bác Lân hay là ba phụ trách cũng được mà. Tôi nghĩ không có gấp đâu, hay là mai mốt xảy ra chuyện gì thì bạn lại sao hả? Được. Ba. Thôi được, để mai mới quyết định sau. Giải tán. Ba à, con về văn phòng trước nha. Được. Bye bye. Bye bye. Bác Lân, vừa rồi thật xin lỗi, ba cháu đã làm không khí ngột thở quá. Lần đầu tiên hợp tác, phương châm khác nhau, khó mà tránh khỏi tranh cãi lắm. Thật ra cho thấy bác nói có lý lắm. Anh hai của cháu bận rộn về nhiều việc, nếu là anh gánh luôn cái công trình đó, cháu lo là anh không có đủ sức. Thật ra rời khỏi công ty không nên nói chuyện công nữa. Người nói tháng sau bác cũng tham gia cuộc xạ kích từ thiện, có phải không? Bác đã có hứa rồi, nhưng mà lâu quá không xạ kích. Bây giờ cỡ tuổi này với tiêu chuẩn như vậy, muốn vượt giải coi bộ thiệt khó lắm. Cháu thì không nghĩ vậy, bác có cân bản mà. Nếu tập vợt lại nhất định được. Thứ bảy này cháu đi tập vợt, hay là bác cùng đi nha? Được. Ngọc Lân à, anh đã lâu rồi không có đi xạ kích đó nha. Phải, đã 3-4 năm không có đi chơi rồi. Bây giờ chơi lại không biết tay chân có nghe lời mình không. Nè Tĩnh à, em nói sáng chủ nhật em có chuyện làm mà, vậy thì em khỏi cần về gấp. Sẵn có Hải Triều với thằng Lực đi với anh rồi. Không có cần đâu, em đã đổi cuộc hẹn tới ngày thứ hai. Vậy à? Nhắc tới em mới nói nha, dạo này thằng Lực nó cứ tới đánh cờ với anh, bây giờ lại còn đưa anh đi xạ kích. Coi bộ tướng của nó nhất định là muốn dỗ ngọt người cha vợ tương lai của nó trước rồi đó. Dĩ nhiên không có đơn giản vậy đâu. Nó hả? Nó muốn một công hai chuyện đó. Một công hai chuyện? Em cũng biết rồi, cái chức tổng giám đốc của công ty tới bây giờ vẫn chưa có ai lên, cho nên nó cố tình biểu hiện để mong được tuyển đó mà. Anh đừng có nghĩ người ta như vậy chứ, biết đâu không phải thì sao. Em đừng có bao giờ coi thường nó nha ha. Con người nó thăng trầm khó biết lắm, nhưng mà muốn qua mắt được anh hả, không phải là dễ dàng đâu. Lâu nay em đều tin vào cặp mắt của anh mà. Em không tin cũng đâu được. Đã có người mẫu trước mặt của anh rồi. Sao cả đêm đều như vậy? Chuyện gì vậy? Ah!
Em sao vậy? Không, thấy hơi nhức đầu. Đã nói với anh rồi mà. Bà Hoàng à, có ai không? Ờ không. À, cảm ơn. Điện thoại gì quan trọng vậy? Bạn trai hả? Đừng có làm reo nữa, ảnh không điện thoại tới, cô có thể điện thoại đi mà. Đã hơn 2 tuần lễ rồi mà không có cú điện thoại nào. Tôi không rảnh rồi lắm đâu. Có chuyện gì nói mau. Tôi đã sớm biết anh là như vậy mà. Nhưng không ngờ anh lộ ra chân tướng mau vậy thôi. Anh giỏi lắm. Cô nói gì? Có gì nói cho rõ đi. Bây giờ có gì không rõ ràng? Đã rõ ràng lắm rồi mà. Tôi cho anh biết nha, Phan Kim Liên này không phải thứ dân hiền đâu. Muốn chơi tôi xong rồi bỏ hả? Dễ dầu gì. Nếu như Hải Triệu biết được quan hệ với tôi và anh, anh sẽ nghĩ sao? Được, cô nói đi. Được, cô nói đi. Cô có phản tỉnh cô đã làm gì không? Chuyện dơ bẩn với cô và anh hai tôi đều hiểu hết kia mà. Cô còn dám nói với tôi hả? Tôi thật không ngờ thật ra cô hạ tiện như vậy. Anh có tư cách gì phê bình tôi? Anh có là bắt cá hai tay thôi. Anh công khai vụ tôi trước đó mà. Anh cũng hạ tiện như tôi. Cô nói sao cũng được. Tôi làm vậy là vì tôi thích cô. Lâu nay tôi không hề thích Hải Triệu. Anh không cần nói chuyện này với tôi. Đây là sự thật. Tôi không phải muốn theo Hải Triệu. Được. Còn có chuyện gì cứ bịa ra hết đi. Tôi theo cổ là vì muốn được lòng bà của tôi, để móc nối quan hệ giữa ông và Phó Ngọc Lâm. Tôi vốn không có cách không làm như vậy. Tôi ở nhà Hồ Kiều lâu nay không có địa vị, không ai coi trọng tôi. Từ ngày tôi theo được con gái nuôi của Phó Ngọc Lần, ai nấy đều đối xử tôi khác đi. Nhất là người anh hai của tôi lâu nay chỉ làm phách lối với tôi, bắt đầu sợ tôi. Thế gian này như vậy mà, cô đâu có thể không cúi đầu với hiện thực. Như vậy ba anh biểu anh đám cưới với Hải Triệu, anh cũng đi hả? Tôi có đường chọn sao? Cô đúng mà. Anh hai tôi có quyền có thế, có tiền có địa vị, anh có thể đưa cho cô rất nhiều. Nhưng tôi đưa được cô cái gì? Nếu như tôi nói tôi thà theo anh thì sao? Theo tôi? Có lợi gì cho cô? Nói thiệt nha, cũng chẳng lợi gì cho tôi. Hải Triệu thì quan trọng với anh vậy sao? Phải. Tôi chỉ có thể mượn sức cổ mới được ba tôi tín nhiệm. Tôi mới có thể củng cố địa vị của tôi ở nhà Học Kiều. Bây giờ tốt lắm chứ. Đôi bên đã nói rõ rồi. Mình biết mình phải kiếm gì. Chúng ta từ đây chấm dứt nha. Tôi vĩnh viễn nhớ tới cô. Khuya rồi, về đi. Các vị đã coi bản thảo nghị rồi. Nếu không có vấn đề gì thì cuộc họp tới đây chấm dứt. Tổng giám đốc, tôi có chuyện không hiểu. Không hiểu thì nói đi. Tôi thấy mục thứ ba ở bản thảo nghị không nên thành lập. Nè, bây giờ bên ngoài có nhiều ngân hàng vốn không tích cực đi làm việc ngoại tệ, cho nên mình không đem cái giá bán giá mua kéo gần như vậy. Còn nữa, bây giờ tiền tệ ngoài quốc lên xuống rất là lớn lắm. Nếu mình làm như vậy tuyệt đối không có điều lợi cho ngân hàng chúng ta. Mới đây em đã biết không có lợi với ngân hàng rồi hay sao? Nếu như vậy thì bản thảo nghị này dùng để làm gì? Tổng giám đốc, ông nói đúng lắm. Tôi thấy bản thảo nghị của ông có nhiều vấn đề. Nếu ông không ngại, chúng ta có thể ngồi bàn lại. Em là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc đây? Nhiều chuyện như vậy hội nghị này giao cho em đó. Hôm nay anh có chuyện gì vậy hả? Hình như cả ngày không có được vui đó. Anh còn gì chuyện hồi chiều mà dẫn tới bây giờ à?
Nhắc tới chuyện thằng Khỉ rất là giận, làm cho anh mất mặt rất đông thiệt là không phần lớn nhỏ. Biết đâu anh khẩn trương việc của công ty mà thôi. Nó khẩn trương à? Nó ra ngoài đúng hơn. Lúc xưa nó đâu có dám cãi lại anh như vậy. Bây giờ có quan hệ với Phó Hùng Lân thôi đã lấy lại làm phách rồi. Mai mốt nha, nó thấy được là sẽ làm tới đó. Được, phải cho nó biết lợi hại. Nè, người đó là em của anh mà, thiệt ác vậy sao? Làm gì mà khẩn trương vậy? Em lo là anh em không được vui thôi. Nó đừng có lầm, nếu không nó sẽ bứt tay. Chừng đó coi nó ngồi điều dưỡng cho giám đốc của Bộ Chai Dây không. Mình đã có hiệp định rồi mà, cô tới kiếm tôi làm gì? Em có chuyện quan trọng phải nói với anh. Cái chuyện hôm qua, em nghĩ anh phải nói xin lỗi với anh hai của anh đúng hơn. Vì chuyện này mà tới à? Nếu như cứ dằn co như vậy không có tốt đâu. Người bị thiệt thòi sẽ là anh đó. Cả cô cũng khi dễ tôi à? Em vốn không có phải nghĩ như vậy. Phải, cô không có nghĩ tới. Nhưng mà tôi nghĩ tới là anh ôm lấy cô. Thì ra anh vẫn bận tâm cho em. Liên à, tại sao lại như vậy? Thật ra mình đều không nỡ bỏ đối phương, sao lại phải chia tay? Mình có thể ở chung với nhau sao? Tại sao lại không được? Cô cũng biết là tôi không thể bỏ Hải Tiều mà. Nhưng mà chuyện này chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần anh nắm được thực quyền là em có thể ở chung với anh rồi. Nhưng mà không biết phải chờ tới lúc nào. Không cần lâu lắm đâu. Em biết bây giờ anh hai của anh đang làm chuyện không thể công khai. Nếu như nắm được cán của anh là được rồi. Vậy sao? Anh hai của tôi đang làm chuyện không thể công khai à? Sao cô biết vậy? Em cũng đoán mà thôi. Nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể gì. Nhưng mà nếu em có thể tiếp tục ở chung với ảnh, nhất định điều tra ra mà. Bộ có định ở chung với ảnh sao? Em chỉ là muốn giúp anh thôi. Vậy mà anh cũng không hiểu. Anh đừng có như vậy. Vì tương lai của mình, tạm thời mình chỉ hy sinh chút thôi. Liên à, em có thể hứa với anh chỉ yêu mình anh không? Lâu nay em chỉ yêu một mình anh thôi. Nhưng mà như vậy, anh phải hứa với em đừng có làm cái gì với Hải Triều nha. Thôi đi, không có gì đâu. À, ông Lân, chúng mình đi được rồi. Đi. Ê, ủa, anh Lân. Vâng Lân. Sao ngộ vậy? Để lát nữa hai đội mình ra trận tranh đấu với nhau. Nể mặt chút, đừng ăn tôi xa quá nha. Anh nói trời thôi. Kỹ thuật xả kích của anh một cây ai cũng biết mà. Tôi đâu phải đối thủ của anh chứ. Anh Lân quá khen rồi. Nói thiệt nha, con người tôi làm việc ghét nhất là ấu tả bừa bãi. Lần trước chúng mình vì cái chuyện chức tổng giám đốc đó khiến cho bầu không khí hơi căng thẳng. Thật ra tôi cũng vì chuyện công mà thôi, anh đừng trách tôi nha. Sao anh nói vậy? Tôi cũng nghĩ cho công ty mà thôi. Không lẽ anh tưởng quyết định của tôi là bừa bãi ấu tả sao? Tôi không phải là ý này. Chỉ là tôi thấy việc làm phải cẩn thận một chút. Nè, kiếm người mình dù sao hơn là kiếm người ngoài, phải không? Nếu vậy thì khác. Nếu như hai vị công tử của anh ở đây, họ làm tổng giám đốc, tôi không ý kiến. Nếu như anh không tin người ta thì người nào anh cũng không tin mà. Nói vậy là sai đó. Lâm trận tốt nhất là binh phụ tử tốt hơn. Làm ăn lớn như vậy nếu có người nhà coi chừng, ít ra là có tính hợp tác chứ. Tính hợp tác tuy là quan trọng, nhưng mà theo tôi thấy, ai nắm quyền quyết định mới là quan trọng hơn. Coi tướng khí của ông kìa, ý có cổ đông lớn làm lối lập phách. Không lên mặt với hắn, hắn coi bà không ra gì cả. Phải, bà, vừa rồi bà nói khá lắm. Còn độc đáo nữa kìa. Sau nhiều trận thi đua sơ kết, hai đội được vào chung kết, phân biệt người đại diện đỏ là ông Phó Ngọc Lân và ông Quách Chí Minh. Xin mời ông Quách Chí Minh. Đại diện cho đội xanh là ông Kiều Vĩnh Phát và con của ông, anh Kiều Lịch. Cuộc chung kết này chia hai đợt, mỗi người có thể bắn 10 phát. Đội mình được cao điểm nhất là đội quán quân của hôm nay.
Bây giờ cuộc thi đua chính thức bắt đầu. Chúng tôi mời ông Phó Ngọc Lân và ông Kiều Dánh Phát bước ra để chuẩn bị. Quý vị, sau trận đua đợt đầu, số điểm của đội đỏ và đội xanh bằng nhau. Muốn coi đội nào đứng nhất, bây giờ phải biểu hiện cho ông Quách Chính Minh và ông Kiều Lịch. Mời hai ông ra biểu diễn. Đợt thứ hai, tổng số điểm của đội đỏ là 164 và tổng số điểm của đội xanh là 162. Nói khác đi, cuộc thi bắn súng hôm nay đội giật giải nhất là đội đỏ. Khốn nạn, giỡn trò gì đó, con ăn chắc rồi mà. Có lẽ tối qua thiếu ngủ, cứ ta tự nhiên rụt bẻ. Chỉ hơn có chút ít thôi mà. Bác Lăng, chúc mừng. À, cảm ơn. Chúc mừng anh. Hả? Kiều Huynh, không phục sao? Hey, thi đua từ thiện thôi mà, coi trọng chi chứ. À, không đâu, chỉ chơi chút thôi mà. Phải rồi, tôi mồ hôi quá, tôi đi thay đồ nha. À, anh chào. Cậu Lực à, lần này thiệt mất hết tiêu chuẩn đó nha. Thì khó nói lắm, ăn thua khó định lắm mà. Biết đâu hôm nay ông trời thấy bác Năng thắng. Vậy sao? Chơi để mới vui chứ. Anh không thích sao? Anh Ba. Ờ nè, ngồi đi. Xin hỏi uống gì? À, bia đi. Dạ được. Tới lâu rồi à? Mới thôi. Dạo này làm việc là sao? Khá lắm. Ba đã chịu giao công tác cho em. Vậy cũng đỡ hả? Hay ráng nha. Còn 2 triệu, sao hả? Cũng vậy thôi, tránh rỗi suy nghĩ của ngày nghỉ thì ra khỏi chơi. Nhiều lúc cặp kè hơi lâu thì cũng hơi buồn chán. Nhưng mà cổ là người tốt đó, phải tốt cho cổ nha. Ý của anh là... Anh đừng phải muốn can thiệp vào đầu tư của em đâu. Anh chỉ thấy là nếu có như vậy, có vẻ bất công đối với cổ. Bây giờ em quen với cổ thôi. Em nghĩ đôi bên có quyền lựa chọn. Hôm nay hẹn em ra đây là vì chuyện này à? À lời đà, nếu em thấy là em chỉ có thể ngồi yên. Có thể chọn các cô khác mà. Hai chị không hào em đâu, em đừng bắt hoài vui như vậy nha. Mấy này xảy ra chuyện gì không ai có thể bảo đảm. Miễn là bây giờ em ở chung với cổ, em thấy thiệt tốt. Ít ra có thể giúp được ba việc công tác. Mai mốt dù chia tay cũng là đôi bên cam lòng tự nguyện. Em làm vậy là lợi dụng cổ. Cái gì lợi dụng? Anh biết không? Vậy em có thể giúp ba thu mua Thuận Ninh một cách suôn sẻ. Bây giờ địa vị của em khác rồi. Anh muốn làm hư chuyện của em à? Em đừng quá đáng như vậy mà. Em cứ tiếp tục như vậy sẽ khó rút chừng lắm. Bây giờ em quay lại vẫn còn kịp mà. Em cho anh biết, giờ em rất rõ người em đang làm gì. Tóm lại sớm muộn một ngày, em sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về em và nhà họ Kiều.
Tới đây chuyện gì? Cô My à, cô Triều nói là phải kiếm ông Lập để lấy lại cái bản đồ. Ờ, nói vô đi. Dạ được. Alo, Hải Triều hả? Dạ phải, cô My à. Ờ, chuyện gì? Ờ, xin hỏi Kỳ Lập đang ở đâu? Bản sơ đồ đã quá hạn rồi đó. Anh đã dọn vô nhà chị Quang làm việc rồi. Để tôi cho cô điện thoại ảnh nha. Tôi nghĩ thôi khỏi, tôi trực tiếp vô kiếm ảnh nha. Làm việc chị đưa địa chỉ cho tôi được không? Ờ được, để tôi kiếm cho cô. Xin lỗi nha, xin hỏi làm đồ của chúng tôi đã vẽ ra chưa? Xin lỗi nha, nhận chưa có. Tôi đã cho một thời gian dài lắm rồi. Thật ra ông có biết là làm đồ đó xài gấp hay không? Chỉ là dạo này tôi không thích thú làm việc thôi. Không thích thú? Ông có biết một câu không thích thú là cả công trình sẽ bị ông làm ngưng trệ hay không? Không thích thú mà ngồi đây vẽ tranh à? Nếu như ai nấy đều như ông thì thế gian này đâu có còn ai làm việc nữa. Có những việc tôi không muốn nói với cô, nhưng mà không nói với cô tôi nghĩ thiệt bất công với cô. Ông có gì muốn nói thì nói đi. Thanh Lịch ngoài cô ra còn có những bạn gái khác. Ông muốn nói những việc này với tôi à? Từ ngày đầu tiên tôi quen biết với ảnh, tôi đã biết rồi, có gì là lạ? Cô thiệt rộng lượng hả? Chúng tôi chưa đám cưới mà chúng tôi đều có tự do. Không lẽ cô lại đi yêu thích một người không trung thủy với tình yêu hay sao? Tại sao ông phải đi nói với tôi? Ảnh là em của ông mà. Cho dù phải, ông cũng không nên nói với tôi. Tại vì ông tội nghiệp tôi. Nhưng cho dù phải, cũng đâu mắc mớ tới ông. Tôi tự biết xử sao rồi. Cảm ơn. Xin chào nha.